Xin chào tất cả các bạn, mình ở bên tiệm mèo Sen các bạn nha. Các bạn có thấy bé mèo anh màu hồng phấn vu te không ạ? Tai cụp mặt rất xinh nhá. Ai, đáng yêu chưa nè? Bé mèo anh màu hồng phấn tai cụp này form rất to các bạn nhé. Các bạn nhìn nè, chân tay của bé rất là to luôn, cái ngón chân của bé cũng rất là đều, rất là tròn trịa luôn. Chơi không? Năng động lắm các bạn ạ, bé rất là năng động nha. Đây, lông lưng của em đây, chân tay to, đuôi to, mặt tròn, mép dày, rất là xinh nha. Em rất là năng động. Ở ngoài bé xinh hơn rất nhiều các bạn nhé. Màu ở ngoài thì nó sẽ nhạt hơn một chút ạ. Nó nhạt hơn một chút, nó như kiểu là màu cream ấy các bạn nha. Đấy, trộm vía nghịch ghê cơ. Đồng chí này thì đã có sen rồi các bạn nhé. Đồng chí này thì đã có sen đón, sen đặt cọc rồi. Đây là quà mà mẹ dành cho con gái, tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật của con gái. Đây nè. Đấy, bạn nào mà thích một bé mèo màu như này hoặc là các màu khác thì các bạn cứ inbox cho tiệm mèo Sen chúng mình. Chúng mình sẽ tư vấn cho các bạn nha. Rất là nhiều bé xinh xắn đáng yêu đang cần ba mẹ đón về yêu thương ạ. Cưng 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 ơi. Tên tên tên. Wow. Nghịch ghê cơ. Đấy. Nào nhìn cái mặt cho, nhìn cái mặt tí. Ôi trời ơi, yêu quá cơ. À, cưng ghê. Mình kết thúc video này các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Hey, xin chào. Con chào mọi người nào. Đang còn nghịch quá. Chào các bạn nha.